Rồi, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Vua Bếp của bọn mình. Hôm nay bọn mình sẽ làm món dưa món nha các bạn. Nhưng mà thay vì ngâm nước mắm thì mình sẽ ngâm với nước tương để ăn chay luôn các bạn. Thì mình gọi nó là dưa món chay thôi. Thì cái đợt hôm rồi mình có làm cái món dưa món chay rồi, nhưng mà là mình ngâm với cái nước mắm chay luôn. Hôm nay mình sẽ thử làm cái hôm nay mình sẽ làm cái món dưa món này, nhưng mà thay vì ngâm nước mắm chay các bạn thì mình sẽ ngâm nước tương. Thì cũng tương tự cái nguyên liệu hôm rồi mình làm thôi các bạn. Ở đây mình sẽ có cà rốt nè. Mình có khoảng 4 củ cà rốt này nha, mình đã gọt vỏ rồi, xong hết rồi nè. Ở đây là đu đủ, mình cũng đã gọt vỏ rồi. Hai cái củ cải trắng này nè các bạn, đó, hai củ cải trắng to to nằm giữa nè. Rồi đó là về cái phần nguyên liệu chính nha các bạn. Thì cũng tương tự mình làm cái món như món chay hôm rồi thôi các bạn. Bây giờ mình cũng sẽ sắc nhỏ cái này ra và mình sẽ ngâm với phèn chua trong vòng khoảng 15 phút nha các bạn. Sau đó mình sẽ đem đi phơi thôi. Đây là cái phần cà rốt nè các bạn. Củ cải trắng và đu đủ mình đã sắc nhỏ ra hết rồi. Và lúc nãy mình cũng đã ngâm cái phèn chua được 15 phút rồi đó các bạn. Mình đã vớt ra, mình để ráo nãy giờ nè. Bây giờ mình sẽ mang cái chỗ củ cải trắng, cà rốt và đu đủ đem đi phơi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ mang lên sân thượng mình phơi. Bây giờ mình sẽ phơi khoảng 2 tiếng, từ 3 giờ tới 5 giờ. Ngày mai mình sẽ phơi một ngày nữa là nó đạt rồi các bạn. Là mình sẽ có thể ngâm nước tương được rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ lên sân thượng để mình phơi cái phần cà rốt, đu đủ với lại củ cải trắng lúc nãy mình sắc ra các bạn. Ở đây thì lúc nãy mình đã có một cái nia để mình phơi củ cải. Đây là cái phần củ cải trắng nhưng mà mình làm với nước mắm. Còn ở bên đây thì mình sẽ làm củ cải trắng nhưng mà mình sẽ ngâm với nước tương. Làm thêm một món củ cải trắng với nước tương nữa. Quay trở xuống để mình lấy củ cải lên. Rồi bây giờ mình sẽ phơi cái củ cải trắng trước. Củ cải trắng coi nó to như vậy là các bạn, nhưng mà phơi ra tí mà hai nắng sau là nó còn có chút xíu à. Bên này là mình sẽ cho cà rốt ra nha. Bây giờ là khoảng 3 giờ chiều. Cho cái phần cà rốt ra hết luôn. Mình chia ra vậy nè các bạn, tại vì cái phần cà rốt á, củ cải trắng với lại đu đủ nó cái thời gian khô nó khác nhau. Mình chia cái phần này ra nè, để hàng nào mà khô trước á thì mình sẽ lấy ra trước, tránh để cho nó quá khô đi. Rồi cuối cùng bên này là mình sẽ cho cái phần đu đủ ra. Rồi, đơn giản vậy thôi các bạn. Bây giờ mình sẽ để đây nha. Chiều mình lên lấy xuống và ngày mai mình đem ra mình phơi tiếp. Chiều ngày mai mình sẽ nấu mắm để mình làm cái món chiều ngày mai mình sẽ nấu nước tương chứ, để mình làm cái món củ cải ngâm nước tương này. Rồi đây các bạn, đây là cái phần củ cải nè, cà rốt với đu đủ mình đã phơi khô hết rồi nè các bạn. Đó, mình đã phơi trong vòng khoảng chừng một nắng rưỡi thì cái từng đáy củ cải hôm rồi các bạn thấy á, từng đáy củ cải cà rốt với đu đủ hôm rồi các bạn thấy á, thì nó khô lại, nó chỉ còn khoảng như đây nè các bạn. Bây giờ mình sẽ xuống dưới và mình sẽ nấu nước tương để mình đổ vào cái chỗ này mình ngâm nha. Phần dưa món này nè các bạn, thì người ta sẽ phơi từ khoảng từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều, tức là khoảng chừng một nắng là người ta đem đi ngâm với nước mắm được rồi. Còn cái này hôm rồi mình sắc cái miếng hơi to các bạn, cho nên mình phơi khoảng chừng một nắng rưỡi và mình cũng ngâm với nước tương nữa. Mình sẽ đổi cái nước ngâm đi để ăn chay được luôn. Nếu mà các bạn muốn cho nhanh thì mình sắc cái miếng vừa phải hoặc là nhỏ nhỏ thôi nha các bạn, thì mình phơi nó sẽ nhanh hơn. Còn trường hợp mà nếu mà mình không may mình gặp cái trường hợp mà không có nắng á các bạn, nếu mà các bạn có cái lò nướng thì mình sấy cũng được. Hôm rồi mấy cái món mà củ cải ngâm nước mắm đồ thì mình cho vào trong lò mình sấy thôi, khoảng từ 3 đến 4 tiếng là nó cũng khô hết rồi các bạn. Đó, thì cái phần nguyên liệu như vậy là xong hết rồi các bạn. Bây giờ việc còn lại là mình chỉ có nấu nước tương và mình ngâm thôi. Rồi bây giờ mình sẽ chuẩn bị để mình đi nấu cái chỗ nước tương để hồi mình ngâm cái dưa món nha các bạn. Thì mình sẽ chuẩn là mình sẽ sử dụng ở đây là khoảng 2/3 chén đường này các bạn, tại vì cái phần nước tương nó cũng không có mặn lắm nên không có sử dụng đường nhiều. Rồi mình cho đường vào đây nha. Rồi kế tiếp là mình sẽ đong vào
khoảng 2 chén nước tương nha các bạn. Thì cái tỷ lệ đường với nước tương này nè thì các bạn có thể điều chỉnh tùy vào cái khẩu vị của từng người nha. Nhưng mà các bạn cũng đừng có làm nó ngọt quá, nó cũng không có ngon. Rồi, cho vào đây một chén nước tương nè. Rồi bây giờ mình sẽ đong thêm một chén nước tương nữa. Nếu mà các bạn không có thích ăn mặn quá các bạn thì mình có thể sử dụng thêm một chút xíu nước để mình pha vào cái hỗn hợp nước tương nha. Giống như hôm rồi mình làm cái món củ cải ngâm nước tương cũng rất là ok luôn. Còn đây thì mình sử dụng luôn hai chén nước tương, mình không có sử dụng nước. Rồi, cho vào đây một chén nữa. Bây giờ mình sẽ bật bếp lên và mình nấu cái chỗ nước tương này cho nó tan hết đường ra. Và cái chỗ nước tương này nè các bạn, thì mình sẽ đun cho nó sôi lên, rồi sau đó mình sẽ tắt bếp và mình chờ cho nó nguội rồi mình đổ vào cái chỗ dưa món của mình lúc đầu các bạn. Như vậy là mình xong rồi. Nếu mà các bạn thích ăn dưa món các bạn, mà các bạn ăn chay thì mình ngoài cái việc ngâm với nước tương này nè các bạn, thì mình cái dưa món á mình có thể ngâm với cái phần nước mắm chay nha. Thì cái món dưa món mà ngâm với cái nước mắm chay này thì nó cũng chỉ tương tự như cái món dưa món ngâm với nước tương thôi. Rồi cái phần nước tương các bạn, nãy giờ mình chờ cũng được tiếng hồi à, nó đã nguội hết rồi, nó nguội hoàn toàn rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ đem dưa món đi ngâm nha. Dưa món ngâm nước tương, mình sẽ cho dưa món vào trong cái hũ nhỏ nhỏ này của mình nè. Hôm rồi mình làm khá là nhiều các bạn, nhưng mà nó đã khô hết rồi, nó đã khô hết rồi, và cho nó vừa hết trong cái hũ này luôn nè các bạn. Cái lọ này khoảng chừng 300ml nước nè. Rồi đây là cái phần nước tương mình nấu lúc nãy nè các bạn. Ở trong cái giai đoạn này nè các bạn, nếu các bạn thích thì mình sẽ cho tỏi ớt vào mình ngâm chung luôn nha, cho nó cay cay của ớt nè, thơm thơm của tỏi cũng được. Mình chỉ ngâm đơn thuần là cái phần dưa món với nước tương thôi các bạn. Và cái phần này mình cũng sẽ ngâm khoảng chừng 3 hôm nha các bạn, cho cái phần mấy cái cà rốt, đu đủ với lại củ cải nè nó ngấm và nó nở ra trở lại là mình có thể sử dụng được. Rồi vừa đủ luôn nè các bạn. Rồi mình sẽ đè cho mấy cái phần này nó ngấm vào nước hết nha. Đó, mình sẽ để cái chỗ dưa món với nước tương này vào trong chỗ mát nha các bạn. Khoảng 3 hôm sau mình sẽ mang ra để mình review tiếp cho các bạn xem nha.